Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. GDP quý 1 tăng 5,66%, cao hơn cùng kỳ nhiều năm kế trước, nhưng số doanh nghiệp rời bỏ thị trường cũng tăng kỷ lục 22,8%. Lý do vì sao dẫn đến thực trạng này? Mọi người cùng theo dõi tiếp video này nhé. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, tăng trưởng GDP quý 1 đạt 5,66%, có sự đóng góp của cả 3 khu vực, trong đó khu vực nông lâm thủy sản tăng khá cao, khoảng 2,98% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng rất cao của nông nghiệp. Khu vực công nghiệp và xây dựng cũng tăng trưởng khá tốt, khoảng 6,28%. Trong khu vực này chỉ có ngành khai khoáng giảm, còn công nghiệp chế biến chế tạo tăng cao, đạt 6,98%, xây dựng tăng 6,83%. Hai ngành này kéo tăng trưởng của cả khu vực công nghiệp và xây dựng. Khu vực dịch vụ cũng tăng 6,12% so với cùng kỳ năm trước. Tính theo phương pháp sản xuất, cả ba khu vực đều tăng cao như vậy, nên mức tăng GDP 5,66% là phù hợp. Cùng quan điểm này, tiến sĩ Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh cũng cho rằng dù bối cảnh kinh tế chung còn khó khăn, nhưng không thể phủ định tốc độ tăng trưởng cao của quý 1 năm nay. Cần nhìn nhận rằng kinh tế quý 1 năm nay có những dấu hiệu tích cực khi xuất khẩu tốt hơn, tăng 17%, công nghiệp tốt hơn, xây dựng tốt hơn, đầu tư công vẫn giải ngân tốt, đầu tư nước ngoài tích cực, tốc độ tăng tiêu dùng thấp hơn, chỉ có đầu tư tư nhân chững lại, ông Thành nhấn mạnh. Lý giải về vấn đề doanh nghiệp giải thể tạm ngừng kinh doanh nhiều trong quý 1 năm nay, ông Lâm cho rằng cần nhìn vào cơ cấu doanh nghiệp giải thể tạm ngừng kinh doanh phần lớn thuộc nhóm doanh nghiệp dịch vụ, ăn uống, vui chơi, giải trí. Số doanh nghiệp thành lập mới trong quý 1 phần lớn cũng thuộc nhóm này. Theo ông Lâm, hiện khoảng 1/3 doanh nghiệp trong nền kinh tế hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, ăn uống, vui chơi, giải trí. Nên khi nhu cầu ăn uống, giải trí bên ngoài giảm, thì khu vực doanh nghiệp này giải thể nhiều, còn những doanh nghiệp sản xuất không rơi vào tình trạng này. Các doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường phần lớn nằm trong khu vực dịch vụ cũng được phản ánh trong mức tăng của khu vực dịch vụ năm nay chỉ khoảng 6,12%, thấp hơn mức tăng 6,8% của năm ngoái. Còn theo ông Thành, số lượng doanh nghiệp rời bỏ thị trường lớn hơn số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường chỉ là một chỉ số cần quan tâm, nhưng cũng cần nhìn vào quy mô của doanh nghiệp rời bỏ thị trường. Nếu ba doanh nghiệp quy mô nhỏ rời bỏ thị trường nhưng một doanh nghiệp lớn vẫn tăng trưởng thì tăng trưởng chung vẫn tăng. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé. Bàn về khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6 đến 6,5% năm nay, ông Lâm khẳng định lúc này bàn đến tăng trưởng cả năm có đạt được mục tiêu hay không là quá sớm. Quý 1 năm 2024 tăng cao một phần nhờ so với nền tăng trưởng thấp của quý 1 năm 2023. Chẳng hạn năm nay khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,28% là so với mức tăng trưởng âm của khu vực này trong quý 1 năm 2023. Nên có thể thấy mức tăng trưởng GDP quý 1 cao không phản ánh nền kinh tế đã hoàn toàn phục hồi, tăng trưởng tốt, ông Lâm cho hay. Vị chuyên gia này cũng chỉ ra rằng quý 1 nhiều ngành tăng trưởng tốt, ví dụ như xuất khẩu dệt da, may mặc tốt, nhưng các doanh nghiệp đã chỉ có đơn hàng đến tháng 6 thôi, nửa cuối năm chưa có đơn hàng. Mặt khác, trên nền tăng trưởng cao của quý 3, quý 4 năm 2023, thì chưa chắc tăng trưởng GDP của quý 3, quý 4 năm nay tiếp tục cao. Chu kỳ tăng trưởng sao cao hơn quý trước chưa chắc đã lặp lại trong năm 2024. Các động lực tăng trưởng như tổng vốn đầu tư công năm nay 657.000 tỷ đồng, thấp hơn tổng vốn đầu tư công năm 2023 khoảng 711.000 tỷ đồng. Nên nếu năm nay có giải ngân hết vốn đầu tư công thì vẫn thấp hơn. Trong khi xuất nhập khẩu năm nay dự báo vẫn ảnh hưởng từ sự trì trệ của thương mại toàn cầu. Vì thế, nhiều chuyên gia cho rằng lúc này không thể lạc quan tếu về bức tranh kinh tế. Bạn thấy chia sẻ trên của chuyên gia như thế nào? Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn ở dưới video. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong quý 1 năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh có 16.161 doanh nghiệp tham gia vào thị trường. Tuy nhiên, số liệu thống kê cũng cho thấy số liệu doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cũng lên đến 16.177 doanh nghiệp, nhiều hơn số doanh nghiệp thành lập mới. Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, con số này cho thấy cứ một doanh nghiệp tham gia vào thị trường, tương ứng có một doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Theo Cục Thống kê Thành phố, môi trường kinh doanh trong nước chưa được cải thiện rõ nét, ngay cả với lĩnh vực FDI. Trong quý 1 năm 2024, số lượng dự án đã được cấp phép là 247 dự án FDI, tăng 14,4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, quy mô vốn hiện khá thấp khi đạt 0,44 triệu đô la Mỹ trên dự án, chỉ bằng 81% so với quy mô của quý 1 năm 2023.
0,62 triệu đô la Mỹ trên dự án. Cục thống kê cho hay, điều này cho thấy thành phố chưa thu hút được các doanh nghiệp FDI quy mô lớn. Phân tích cụ thể về tình hình đăng ký doanh nghiệp, Cục thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ đầu năm đến ngày 20 tháng 3, có 11.000 doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh được cấp phép thành lập với vốn đăng ký đạt 93.837 tỷ đồng, tăng 12,4% về giấy phép và tăng 5,6% về vốn so với cùng kỳ. Trong đó, doanh nghiệp cấp phép ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giảm 13,8% về cấp phép và giảm 39,3% về vốn đăng ký so với giai đoạn này năm ngoái. Ngành công nghiệp xây dựng tăng 10% về cấp phép nhưng giảm 24,3% về vốn. Ngành thương mại dịch vụ tăng 13% về cấp phép và 17,1% về vốn. Báo cáo tình hình quý 1 năm 2024, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) cho biết đầu năm 2024 đến nay, thị trường có dấu hiệu phục hồi nhẹ, nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu nhiều hơn, nhiều doanh nghiệp có đơn hàng đến tháng 6, thậm chí đến cuối năm, mở đầu cho thị trường trong nước đang đón nhận những tín hiệu tích cực. Mặc dù vậy, HUBA cho hay một số ngành doanh nghiệp vẫn trong tình trạng khan hiếm đơn hàng do bị mất thị trường truyền thống và người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Ngoài ra, các khó khăn từ thể chế kinh tế còn nhiều rào cản, cải cách thủ tục hành chính chưa đạt kỳ vọng và một số vấn đề pháp lý chưa rõ ràng là những rào cản đối với cộng đồng doanh nghiệp thời gian qua. Theo HUBA, một số ngành sản xuất hàng xuất khẩu phụ thuộc vào các thị trường truyền thống như châu Âu, Mỹ. Tình trạng thiếu đơn hàng vẫn là khó khăn chưa giải quyết triệt để. Trong khi đó, các ngành hàng thâm dụng lao động như da giày, dệt may vẫn chưa có đủ đơn hàng trung, dài hạn, nên một số doanh nghiệp vẫn chưa thể ổn định sản xuất kinh doanh. Theo dữ liệu mới nhất của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, năm 2023, quy mô GDP của khu vực Đông Nam Á nói chung, theo giá hiện hành, sẽ đạt khoảng 3,86 nghìn tỷ đô la Mỹ. Trong đó, Indonesia dẫn đầu khu vực với quy mô GDP ước đạt khoảng 1,42 tỷ đô la Mỹ. Xếp thứ hai là Thái Lan với quy mô GDP năm 2023 được dự thảo ở mức 5,12,19 tỷ đô la Mỹ. Theo sau lần lượt là Singapore và Philippines với quy mô GDP theo giá hiện hành lần lượt là 497,35 tỷ đô la Mỹ và 435,68 tỷ đô la Mỹ. Đối với Việt Nam, IMF cho biết quy mô GDP của Việt Nam năm 2023 ước đạt khoảng 433,3 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 5 trong khu vực. Với mức dự báo này, quy mô kinh tế của Việt Nam năm 2023 sẽ xếp trên Malaysia 433,35 tỷ đô la Mỹ, Myanmar 74,86 tỷ đô la Mỹ, Campuchia 30,9 tỷ đô la Mỹ, Brunei 15,1 tỷ đô la Mỹ, Lào 14,2 tỷ đô la Mỹ và Đông Timor 2 tỷ đô la Mỹ. Xét trên toàn thế giới, dữ liệu của IMF cho hay quy mô GDP trên thế giới năm 2023 ước đạt khoảng 104,48 nghìn tỷ đô la Mỹ, trong đó Hoa Kỳ là nền kinh tế lớn nhất thế giới với quy mô GDP năm 2023 ước đạt 26,95 nghìn tỷ đô la Mỹ. Nền kinh tế lớn thứ hai là Trung Quốc với quy mô GDP năm 2023 đạt 17,7 nghìn tỷ đô la Mỹ. Theo sau lần lượt là Đức 4,43 nghìn tỷ đô la Mỹ, Nhật Bản 4,23 nghìn tỷ đô la Mỹ và Ấn Độ 3,73 nghìn tỷ đô la Mỹ. Với quy mô GDP năm 2023 đạt hơn 430 tỷ đô la Mỹ, Việt Nam hiện đang là nền kinh tế lớn thứ 35 trên thế giới. Sang năm 2024, quy mô GDP của Việt Nam được dự báo đạt khoảng 469,67 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 5 trong khu vực sau các quốc gia như Indonesia 1,54 nghìn tỷ đô la Mỹ, Thái Lan 543,35 tỷ đô la Mỹ, Singapore 520,97 tỷ đô la Mỹ và Philippines 475,94 tỷ đô la Mỹ. Bạn có bất ngờ với thông tin trên? Hãy để lại ý kiến của bạn ở bên dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, quý khán giả có thể comment vào phía dưới video này. Và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.